Quý khán giả thân mến, âm nhạc không đơn thuần chỉ để giải trí mà còn mang một sứ mệnh cao cả hơn, đó là chuyên chở yêu thương. Vào tối qua, một nhóm thiện nguyện tại thành phố Cần Thơ đã lan tỏa thông điệp này bằng cách tổ chức các đêm nhạc với mục đích là gây quỹ từ thiện để giúp đỡ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Và hoạt động ý nghĩa này thì cũng đã được nhóm bạn trẻ tổ chức và duy trì trong suốt 3 năm qua. Hôm nay là một ngày bận rộn với nhóm bạn trẻ này. Thay vì về nhà ngơi nghỉ sau giờ học trên lớp, thì các bạn lại rủ nhau đến quán cà phê, chuẩn bị cho đêm nhạc thiện nguyện. 3 mùa tham gia đêm nhạc, tôi không những trưởng thành về công tác quản lý, công tác hậu cần để hỗ trợ mọi người trong các công việc chuẩn bị đêm nhạc, mà tôi còn trưởng thành hơn trong việc san sẻ yêu thương. 18 giờ, mọi khâu chuẩn bị đã hoàn thành. Lúc này, đêm nhạc chào đón những vị khách đầu tiên. Tôi rất xúc động và quý những bạn trẻ nhỏ mà có tấm lòng hảo tâm. Tôi cảm thấy tiết mục hôm nay thì có sự đầu tư rất là tuyệt vời. Mặc dù có thời gian ngắn để chuẩn bị nhưng mà các bạn đã làm rất là tốt. Là những người trẻ mang tình yêu cho âm nhạc, những dịp như thế này cũng là dịp để các bạn vừa được cháy cháy đam mê, vừa có thể góp chút sức mình cho những nghĩa cử cao đẹp trong xã hội. Các bạn trong band thì mỗi bạn đều có các công việc riêng của mình, nên là việc mà có thời gian để mà tụi em có thể tập luyện với nhau là khoảng thời gian từ 10 giờ đêm cho đến nửa đêm. Với thông điệp cho đi yêu thương và nhận lấy yêu thương, đêm nhạc tổ chức ở thành phố Cần Thơ đã thu hút hơn 200 lượt khách đến tham dự. Đóng góp của các mạnh thường quân sẽ được dùng mua 400 phần quà tặng cho các em nhỏ ở xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. 2 năm trước, nhóm cũng đã tổ chức đêm nhạc gây quỹ tặng quà cho trẻ em nghèo ở tỉnh Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ. Tất cả các số tiền cũng như là bán vé cũng như là quyên góp thì hành trình đi về yêu thương sẽ toàn bộ sử dụng cho chương trình Về Xà Phiên, với những cái chương trình cũng như là những cái phần việc như là mình sẽ tổ chức đêm hội tại Xà Phiên, những cái suất học bổng cũng như là những chiếc xe đạp và những phần quà bánh trung thu, lồng đèn cũng như là những cái dụng cụ đồ dùng học tập cho năm học mới diễn ra. Đêm nhạc kết thúc bằng một bài hát mang đậm sắc màu trung thu. Âm nhạc giờ đây không chỉ mang đến cảm xúc, mà âm nhạc còn góp nên những điều tươi đẹp cho cuộc sống.